Hú hồn. Hôm nay mình sẽ nghe một bài hát phải gọi là rất là hay, đang hot anh em ạ. Là cái điện thoại anh em. Đi đây. YouTube. Bài gì đây? Độ ta không độ nàng. Mình đang ở trong một giấc mơ. Giấc mơ. Thôi thì đi ra ngoài xin chào. Cái đồ cựa. Đây không phải là cái điện thoại hồi nãy sao? Oh fucking shit man. Cái đồ mượn gì đây? Cái điện thoại. Mình sẽ thử test điện thoại nha. Ồ đúng mà nó mất cái ốp sau lưng rồi nè. Có mật khẩu rồi. Mình sẽ ghi lại đi. Hình chữ Z. Được rồi anh em. Ý. Lại là độ ta không độ thằng anh em ạ. Nghe rồi nhá. Cao quá mãi mãi không độ tới nàng. Vạn dặm tương tư vì ai. Tiếng mõ vang lên phũ phàng. Đậu mía cái điện thoại nha. Đậu mía. Thôi mình sẽ thử đi lên trước xem nào. Chán quá anh em ơi. Mình nghĩ là mình sẽ mở tivi xem vậy. Để mình sẽ bấm cái number remote ấy. Mở tivi nha. Thank you.